Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội với những thủ đoạn không có gì mới. Thế nhưng, nhiều người vẫn bị mất tiền và rất khó để lấy lại được các tài sản đã mất. Vì lòng tham, tính hiếu kỳ, sự nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu hiểu biết, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò kiếm tiền online, dự án tiền ảo đa cấp với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Đầu thì nó sẽ cho mình làm miễn phí, là nó sẽ cho mình like cái video ở đây, mỗi một cái video là sẽ được 3.000. Lúc đầu thì nó chỉ có VIP 1 đến VIP 4 thôi ạ. Đến lúc mà nó gần bị sập rồi thì nó mới bắt đầu ra gói VIP 5, VIP 6 và thêm một cái gói nó gọi là cái gói Facebook. Mọi người bị mất nhiều nhất là cái lúc mà nó chuẩn bị sập mà nó ra cái gói Facebook đấy là 6.6 triệu, xong là cái gói đấy tức là nó ra là nó tính là cái gói VIP 7, nên là cái gói đấy sẽ ăn được tất cả các hoa hồng từ VIP 1 cho đến VIP 6, nên là rất nhiều người mua. Có người ta chi hàng 300 triệu chỉ để mua cái mười mấy 20 mấy gói cái Facebook đấy. Bạn ấy lập ra một cái nhóm, bạn ấy cho vào, xong rồi bạn ấy gửi video hướng dẫn làm, xong rồi vào, xong bạn ấy chỉ cách nạp tiền, xong vào đấy nạp tiền, xong rồi nó có một quay đơn. Vào đấy quay đơn kiếm tiền hoa hồng mỗi ngày đó. Làm nhiều tiền thì tiền hoa hồng nó càng cao. Ví dụ các bạn làm 50 triệu thì một ngày kiếm được 5 triệu. Sau khi nạn nhân sập bẫy thì các trang web lừa đảo cũng không còn và các nạn nhân cũng không biết tìm ai để đòi nợ. Ngành chức năng dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm manh mối để điều tra những đối tượng này. Các đối tượng sử dụng trang web chủ yếu tập trung vào các trang web có uy tín ở trên mạng xã hội và các đối tượng họ rất am hiểu về công nghệ thông tin. Ngoài ra thì các trang để xác định được địa chỉ cụ thể của các trang web và những cá nhân tổ chức đứng ra để thành lập các trang web thì rất khó khăn cho công tác điều tra xác minh. Đánh cắp tài khoản mạng xã hội Facebook, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của tài khoản Facebook đó với nội dung mượn tiền. Đây là chiêu thức cũ nhưng nhiều người vẫn bị lừa. Mới đây nhất, ngày 6 tháng 4, chị Vũ Thị Quý cũng bị lừa chuyển khoản với số tiền hơn 3 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 3 năm 2021, Công an huyện Văn Lâm nhận được 2 đơn trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Các đối tượng lập tài khoản giả mạo hoặc tài khoản thật bị chiếm quyền sử dụng, sau đó hỏi vay tiền hoặc lừa đảo giả thông tin gửi cho bị hại một số món quà từ nước ngoài về. Đồng thời, yêu cầu nộp phí để nhận quà. Khi biết mình bị dính bẫy chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, thì đã bị lừa gần 300 triệu đồng. Đề nghị người dân là thứ nhất là nêu cao cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin và tuyệt đối là không cung cấp các cái thông tin cá nhân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng để lợi dụng vào đấy để nó thực hiện cái hành vi phạm tội. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có hơn 10 trường hợp làm đơn trình báo về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Song trên thực tế, số lượng người bị lừa đảo cao hơn nhiều lần do tâm lý e ngại nên nhiều vụ việc không được trình báo. Đối tượng bị hại chủ yếu là phụ nữ. Việc khó xác định được dòng tiền bị chiếm đoạt đi đâu, không xác định được các đối tượng này là ai, nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì vấn đề mấu chốt vẫn là người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng, nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ gian lợi dụng.